Tháp cổ Vĩnh Hưng tọa lạc trên một gò đất cao 0,5 m, thuộc ấp Trung Hưng, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, được phát hiện vào năm 1911. Dựa vào những phát hiện khảo cổ đến nay, các nhà khảo cổ nhận định tháp Vĩnh Hưng không phải là một di tích đơn lập và đơn độc. Cùng với nó còn có các di tích khác nhau thuộc dạng cư trú, sinh hoạt, phân bổ ở nhiều điểm trong vùng Vĩnh Hưng. Các di tích này là những phế tích dấu vết của một khu dân cư khá lớn đã phát triển và tồn tại từ cách đây nhiều thế kỷ. Trong đó, tháp Vĩnh Hưng là một di tích quan trọng và duy nhất còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Hơn 1.000 năm qua, tháp cổ dù ít nhiều đã có sự xuống cấp nhưng vẫn đứng vững giữa khuôn viên rộng lớn. Xung quanh sự hình thành ngôi tháp này vẫn còn nhiều điều chưa lý giải hết. Tháp Vĩnh Hưng được xây dựng với cấu trúc khá đơn giản và mộc mạc trên mảnh đất rộng. Chân tháp hình chữ nhật, chiều đông tây rộng 5,6 m, chiều bắc nam dài 6,9 m. Mặt cửa tháp chết về hướng tây. Bên trong tháp gồm một phòng có nền hình chữ nhật, móng nổi không cao, tường dày đứng thẳng, nóc cao uốn thành dòm với một cửa chính. Ngoài ra, trên tháp hoàn toàn không có các xây cất gia công cầu kỳ và cũng không thấy loại nóc xây thành từng cấp phức tạp. Trên các mặt tường không thấy xuất hiện tường xây nhô ra thuộc vào, ngoại trừ vài đường gờ ngang ở gần móng nối dưới chân tháp. Đồng thời cũng không thấy dấu vết của các phù điêu khắc chạm hoặc các chi tiết kiến trúc khác. Qua nhiều lần khai quật, các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều hiện vật. Hiện nay, tại Bảo tàng Bạc Liêu đang trưng bày những hiện vật đã khảo sát từ năm 1990, khai quật từ năm 2002, năm 2011. Những đợt khai quật thu được rất nhiều mảnh vỡ, đặc biệt là những hiện vật bằng đá, bằng đồng. Trong không gian trưng bày, chỉ trưng bày đại diện một số hiện vật, có tượng gỗ, tượng đá, bia đá bằng chữ Salit của Ấn Độ, các tủ trưng bày các Linga và Yoni, tủ trưng bày những ngói, gạch trong quá trình khai quật. Với những chứng tích có giá trị của một nền văn hóa lâu đời, tháp cổ Vĩnh Hưng đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1992. Hiện tại tháp đang có dấu hiệu xuống cấp và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng đã có đề cập đến vấn đề phát triển du lịch tại đây. Công trình cũng đã và đang được sửa chữa, đầu tư nhà trưng bày, khu làm việc và tiến hành khai cường hố khai quật, mục đích phục vụ khách tham quan cũng như nhu cầu nghiên cứu của những người tìm hiểu về nền văn hóa ốc eo huyền bí.